Súc sanh có được giảng sanh không? Hỏi: Súc sinh có được giảng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không? Trả lời: Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật A Di Đà có phát lời thệ rằng: Tất cả chúng sanh cho đến những kẻ ở trong cõi Vimala, tức địa ngục, trong ba đường ác, sanh về nước ta, thọ giáo pháp của ta, ác thành vô lượng chánh đẳng chánh giác, chẳng đọa vào tam ác đạo nữa. Nguyện 1 và 2. Như vậy, súc sinh nếu biết niệm Phật cầu giảng sanh cũng được giảng sanh. Chỉ có vấn đề khó khăn là liệu chúng có cơ duyên ngộ ra được đạo lý niệm Phật cầu giảng sanh hay không mà thôi. Nuôi con vật trong nhà, nếu ta tập cho chúng niệm Phật, thường xuyên hồi hướng công đức cho chúng, thường đến vuốt ve tâm sự, khuyên giải, tập cho chúng niệm Phật, cầu cho chúng được giảng sanh, nhiều con vật có linh ứng tốt, chúng cũng hiểu được ý của mình và niệm Phật theo. Nếu được vậy thì mình cũng có thể cứu độ được chúng nó. Ví dụ, con chuột lắc của Ngài Hạ Liên Cư đã giảng sanh cùng ngày với Ngài. Nó được Ngài nuôi và mỗi ngày đều theo Ngài đi kinh hành niệm Phật. Khi cụ đứng giảng sanh thì trong ngày đó nó cũng đứng giảng sanh luôn. Cho nên khi con vật chết, chúng ta nên niệm Phật cho chúng, khai thị cho chúng, cầu nguyện cho chúng được giảng sanh về Tây Phương. Đây là điều nên làm. Thành tâm làm rất tốt. Còn chúng được giảng sanh hay không thì không ai dám quả quyết. Hễ nó có linh cảm tốt, chúng biết niệm theo, cầu giảng sanh thì cũng có thể giảng sanh. Còn tâm trí chúng vẫn mê muội thì hộ niệm sẽ kết thêm chủng tử Phật cho chúng, cầu cho tương lai được duyên lành với Phật Pháp, thế thôi. Ngay cả việc hộ niệm cho một người, đâu phải ai được hộ niệm cũng được giảng sanh đâu. Chỉ người nào tin tưởng, tha thiết phát nguyện và niệm hồng danh A-di-đà Phật mới được. Còn người không tin tưởng, không chịu niệm, hoặc có niệm mà không muốn về cực lạc thì cũng đành chịu thua. Phật không độ kẻ vô duyên. Vô lượng vô biên chúng sanh chết bị rơi vào các cảnh giới đọa lạc. Chư Phật biết vậy nhưng cũng không thể cứu được, vì họ không có duyên với Phật. Họ chống bán, bài xích, làm điều ngược lại với Phật Pháp. Họ là hàng chúng sanh vô duyên với Phật vậy. Hải Sơn muốn cứu con chó thì hãy thành tâm hồi hướng công đức cho nó, thành tâm đem hết tình thương mà khuyên giải nhiều lần, cầu mong cho nó được thoát nạn súc sanh, sanh thẳng về cõi Tịnh Độ, có lẽ hay hơn cầu sanh làm người. Cứ làm vậy được hay không, sanh về đâu thì còn phải tùy duyên của nó. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có linh tánh, hữu tình thì có Phật tánh, vô tình thì có Pháp tánh. Phật tánh hay Pháp tánh đều là tánh linh. Có tánh linh thì có thể giác ngộ. Hòa thượng Tịnh Không giảng, hữu tình thì có thể tự giác ngộ, vô tình thì nương theo sự giác ngộ của hữu tình mà được giác ngộ theo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói y báo nương theo chánh báo mà chuyển. Cháu hằng ngày đem tâm thương yêu, cứu độ mà nói chuyện, khuyên giải con chó, thì cháu là chánh báo, con chó là y báo. Tâm cháu phải thành khẩn thì mới mong được cảm ứng. Hãy cố gắng thử coi, chắc chắn còn nhiều thử thách trong việc cứu độ này. Hỏi: Nếu một người bị đọa địa ngục, phát tâm sám hối hay thực hành Bát Nhã Tâm Kinh, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không? Nghĩa là lúc nào cũng quán tưởng những hình ảnh mà mình đang chứng kiến là không có thật. Vậy thì địa ngục có biến mất không? Trả lời: Quán tưởng được vậy thì hay quá, nhưng liệu có quán tưởng được không? Người hạ ngu phàm phu thường hay quán tưởng bậy bạ, quán lạc đường nhiều lắm. Do đó nói thì hay lắm nhưng làm không được, vậy nên cẩn thận mới tốt. Chư tổ sư khuyên chúng sanh trong đời này đừng nên dụng công theo các pháp quán tưởng, dù rằng pháp quán tưởng được Phật nói trong kinh điển. Vì sao vậy? Thật ra những pháp quán này chỉ dành cho hàng Bồ Tát, hàng thượng căn thượng trí hành mà thôi, không phải dành cho hàng chúng sanh hạ ngu trong thời mạt pháp này đâu. Quán tưởng chưa sâu bằng chiếu kiến, chiếu kiến mới thực sự thấy sự thật chân tánh của pháp giới
của vũ trụ nhân sanh. Đây là điều ngoài giới hạn hiểu biết của chú rồi. Tốt nhất, hãy mau mau thật thà niệm Phật, cầu Phật gia trì để cuối đời giảng sanh xong mới có tư cách luận bàn đến những quyền nghĩa này. Còn bây giờ chúng ta nói đến chẳng qua là sự phiếm luận, hay nói rõ hơn chỉ là tà tri tà kiến không tốt. Hỏi: trong một cuốn sách khác con đọc cũng có nói rằng chính Diêm Vương và các vị chủ ngục cũng bị hành hạ 3 lần một ngày. Có phải tại vì họ hành hạ những người bị đọa quá khắc nghiệt mà phải chịu đựng như vậy, hay chính họ phải trả nghiệp của họ? Trả lời: chú chỉ chuyên niệm Phật, niệm Phật rất cần nhất tâm. Muốn nhất tâm thì không được tham việc nghiên cứu sâu rộng, vì càng nghiên cứu rộng thì càng loạn tâm, càng gặp nhiều chướng nạn, chắc chắn là điều không tốt cho người muốn niệm Phật cầu giảng sanh. Chính vì thế mà kiến thức của chú kém lắm. Ngay cái điều cháu đưa ra này, chính chú chưa biết đến cho nên không dám bàn thêm. Nếu cháu muốn thì hãy tự điều tra thêm cho rõ, xem thử từ trong kinh nào có quyền nghĩa nào khác không. Còn nếu muốn nhất tâm niệm Phật thì những kiến thức này tạm thời bỏ qua đi mới tốt. Tìm hiểu nhiều quá để mất giảng sanh thì lo chuyện giảng sanh thoát dòng sanh tử há không hay hơn sao? Ngài Tịnh Không thường nói pháp Phật cũng phải buông xuống để đi thành Phật. Hà huống không phải là pháp Phật? Đây chính là lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang. Người biết đường thành Phật thì hãy buông hết mấy thứ lũng cụng xuống để được nhẹ nhàng đi làm Phật, chứ đèo vòng làm chi các gánh pháp đó cho nặng. Phật dạy qua sông điện bè, người biết tính nguyện hành là người một đời này qua sông đó. Đừng mang đủ thứ trên vai nữa mà trì trệ đường giải thoát. Các vị quỷ dương ở dưới địa ngục đều là Bồ Tát thị hiện. Điều này có nói trong kinh. Chuyện hành hình ở địa ngục thật ra cũng không phải ai hành hình mình đâu. Chính cái cảnh giới từ chính trong tâm của họ hiển hiện mà hành hình họ đó. Chính vì vậy mà Bồ Tát xuống địa ngục để cứu vớt chúng sanh cũng khó khăn mới cứu được, vì tất cả đều phát xuất từ trong tâm của họ mà ra. Phật, Bồ Tát chỉ khuyên chúng sanh bỏ ác làm thiện, niệm Phật thoát nạn. Tự họ phải cứu họ. Người nào nghe lời khuyên, cải đổi tâm tánh thì thoát địa ngục. Người nào cố chấp không nghe theo, cứ để tâm hận thù, ganh tị, đố kỵ thì sẽ tiếp tục chịu hành hình từ kiếp này sang kiếp khác. Tất cả các quỷ sứ hình phạt địa ngục đều chiêu cảm từ trong tâm hiện ra. Các ngài quỷ sứ nếu có hiển hiện thì họ chỉ là những người chấp pháp, chứ không phải là người hành hạ chúng sanh. Giống như người thường nằm ác mộng. Có người bị ác mộng gây rợn từng đêm, mỗi đêm càng nặng hơn. Họ sống tại dương gian này mà đau khổ có khác gì trong địa ngục. Trong ác mộng, họ thấy có người chém, đâm, bóp cổ, hành hạ họ đủ cách. Nhưng thật ra, có ai hành hạ họ đâu. Vì lâm vào cảnh giới này mà nhiều người phải điên loạn, phải tự tử. Tất cả đều là giả quyển hết. Nhưng chính họ bị vướng vào đó. Họ thấy có thật, rõ ràng. Nhất định không thể chối bỏ được. Nếu chính họ ngộ ra đó chỉ là giả quyển thì tự nhiên hết. Lý đạo là vậy. Nhưng giải quyết vấn đề không phải dễ. Quán tưởng được sự việc đều hảo quyền không phải là khả năng của người phàm phu. Nghĩa là có quán gì quán cũng mù mịt, có tưởng gì tưởng vẫn bị hành hình. Nói rõ hơn, khó thể thoát nạn. Cách tốt nhất là niệm Phật. Niệm Phật thì khỏi niệm ma, khỏi niệm quỷ, khỏi bị sợ hãi, khỏi bị kinh hoàng, nghĩa là thoát khỏi các cảnh khổ đó. Niệm Phật thì được chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì. Được Phật gia trì, tự nhiên tâm hồn sẽ an tịnh. Tâm an tịnh sẽ hưởng cảnh giới an tịnh. Chúc cháu thành tâm niệm Phật, thường xuyên niệm Phật. Cứ niệm Phật tự nhiên tâm sẽ sáng, gọi là bên tâm kiến tánh vậy. Chứ chú không chúc cháu nghiên cứu nhiều. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 28 tháng 4 năm 2009. Thánh hiệu Đức Phật, giáo chủ cõi Tây Phương. Hỏi:
Niệm A-di-đà Phật hay A-mi-đà Phật, rất cảm ơn. Phạm Hữu Nghị trả lời: Niệm Phật chính yếu là lòng thành, cho nên chấp vào từ ngữ. Phật không chấp nên vô ngại, còn chúng sanh cứ chấp mãi nên bị chướng ngại. Từ chỗ cố chấp này mà sinh ra đủ thứ tranh luận. Sự mà còn chướng ngại như vậy thì lý còn bị rắc rối nhiều hơn nữa. Biết đến bao giờ tâm mới thanh tịnh? Trước tiên xin đưa ra vài việc điển hình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy người niệm Nam Mô Bụt A Di Đà, còn hàng trăm vị hòa thượng khác khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sư ông Nhất Hạnh không bao giờ chỉ trích người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị hòa thượng khác cũng không có chỉ trích cách niệm Nam Mô Bụt A Di Đà. Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh có chủ trương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng Thích Thiện Tâm cũng một vài lần có nhắc đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng ai muốn niệm theo kiểu nào, các ngài cũng hoan hỷ. Chứ bao giờ các vị đại lão hòa thượng la rầy một Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi đó, hàng trăm vị hòa thượng khác vẫn giữ nguyên câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Và các ngài cũng chưa bao giờ phê phán cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật của ngài Thích Trí Tịnh. Tại sao vậy? Vì phải chăng các vị đã thấu được lý phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng? Tạm dịch: các vị có hình tướng đều giả tạm, còn phàm phu chúng ta thì cố chấp từng chút, ai cũng cho là mình đúng, người khác sai, nên gây ra không biết bao nhiêu sự thị phi tranh cãi. Càng tranh cãi càng sai, vừa phí uổng thời giờ, vừa tán loạn tâm. Nhưng thực tế thì sao? Xin thưa rằng, đã là Phật thì đâu còn danh tánh, hình tướng gì nữa. Vì chúng sanh cần phải có những thứ đó để nương dựa, nên quý ngài mới thị hiện ra danh tánh hình tướng cho chúng sanh có chỗ quy y. Như vậy, vì chúng sanh mà chư Phật có tên, có hình tướng, đó chỉ là phương tiện để độ chúng sanh mê muội như chúng ta mà thôi. Trong kinh Phật gọi là tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri đường, tùy theo chúng sanh muốn gì, các ngài thì hiện ra để độ. Trong kinh nói, Bồ Tát đã phá tứ tướng, nghĩa là không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa. Không những thế, Bồ Tát còn phá đến tứ kiến, cao hơn tứ tướng, nghĩa là cái nghĩ tưởng về bốn tướng cũng không còn nữa. Nếu không được vậy thì chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát mà còn vậy rồi, huống chi khi chứng đắc đến quả vị Phật là quả vị giác ngộ hoàn toàn rồi. Vậy thì thực tế, suy cho cùng lý, Phật làm gì còn có tên? Có tên tức là còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, có đủ tứ tướng sao? Niệm một danh hiệu Phật là niệm ngay cái tánh đức của chính mình. Nhưng vì chúng sanh không biết cái tánh đức của mình là gì, cho nên niệm danh hiệu một vị Phật cho tánh đức hiển lộ. Như vậy, niệm Phật chính là niệm tâm. Niệm tâm thì tâm phải niệm tâm, chứ không phải miệng xưng danh hiệu. Miệng xưng danh hiệu chỉ là phương tiện giúp cho cái tâm nó niệm. Nói cho dễ hiểu là người niệm Phật cần phải thành tâm, chí thiết. Khi tâm nhiếp lại, nghĩ tưởng, quán đến vị quá chủ Tây Phương Cực Lạc, thì niệm A-di-đà Phật hay A-mi-đà Phật, danh xưng nào lại không phải là vị quá chủ Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là tâm niệm Phật, chứ không phải cái miệng xưng danh hiệu. Hãy thử nghĩ, nếu mục đích là cái danh hiệu, thì người Tàu niệm tiếng Tàu, người Thái niệm tiếng Thái, người Việt niệm tiếng Việt, mỗi dân tộc niệm một ngôn ngữ riêng, âm thanh hoàn toàn khác lạ. Chẳng lẽ mình thì đúng, còn họ thì sai sao? Chẳng lẽ họ cũng tu pháp đó mà đành phải đặt đến chỗ khác sao? Chẳng lẽ pháp tu niệm Phật chỉ dành cho một dân tộc đặc biệt nào đó trên quả địa cầu này sao? Nên nhớ, đại thệ của A Di Đà Phật cứu đến 10 phương pháp giới chúng sanh, chứ không phải chỉ riêng quả địa cầu này đâu. Quả địa cầu trong kinh gọi là Nam Diêm Phù Đề, thật quá nhỏ so với pháp giới. Mục đích là thành Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, muốn thành Phật, chúng sanh hãy mau tìm đường giảng sanh Cực Lạc. Như vậy, pháp niệm Phật là một phương tiện cho chúng sanh nghe đến để biết đường đi về tới Tây Phương Tịnh Độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu
văn danh đắc độ. Nghe danh hiệu A-di-đà Phật gọi là văn danh, được giảng sanh về tịnh độ gọi là đắc độ, hay gọi là tùy văn nhập quán. Nghe danh hiệu Phật gọi là tùy văn, nhờ đó mà biết rõ đường giảng sanh cực lạc quốc, tức là nhập quán. Như vậy, chúng ta niệm Phật cách nào mà biết rõ đường về Tây Phương cực lạc là niệm đúng? Nếu người đã quen và nhiếp tâm vào A-di-đà Phật, thì hãy tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Nếu người nào nghe đến A-mi-đà Phật mà cảm ứng, hãy niệm A-mi-đà Phật, xin chớ chấp trước. Chấp trước là sai. Hay nói rõ hơn, cố chấp vào ý muốn của mình thì nhất định bị lạc vào tà kiến. Phật có lời dạy rằng, dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ sắc tướng cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tạm dịch, người mà chấp vào âm thanh mà cầu ta, chấp vào hình tướng mà cầu ta, người đó đang tu theo tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Câu kinh này ứng dụng tại đây rất hay. Dĩ sắc tướng cầu ngã, tức là cố chấp vào hình tướng mà tu hành. Nói rõ hơn, thấy ta có tu, người khác không tu, ta tu giỏi, người khác tu dở, ta là tốt, người khác xấu, ta là nhất, không ai bằng, cống cao ngã mạn, cạnh tranh ganh tị, thì đây là điều không tốt. Dĩ âm thanh cầu ngã chính là sự cố chấp vào ngôn ngữ. Ví dụ, người ta chấp vào danh hiệu A-di-đà Phật mà chê bai người niệm A-mi-đà Phật. Hay ngược lại, người chỉ thích niệm A-mi-đà Phật mà tìm cách chống bán người niệm A-di-đà Phật, thì những người này bị vướng đến cái nạn dĩ âm thanh cầu ngã. Người tu hành chân chánh phải tránh, đừng làm vậy. Nhắc lại, niệm Phật là tâm niệm chứ không phải là biện niệm. Cái biện niệm Phật chẳng qua là phương tiện nhắc nhở cái tâm quay về với chân tâm tự tánh, quay về với Phật tánh của chính mình. Một người khi niệm Phật đến chỗ vô niệm thì xin hỏi rằng, còn đâu là di, còn đâu là mi nữa? Ngài Trung Phong Quốc Sư có nói, niệm đáo tâm không Phật diệt vong. Tạm dịch, niệm Phật đến cảnh tâm vắng lặng như chân không thì Phật cũng không còn nữa. Đây chính là niệm Phật đến chỗ vô niệm, lúc đó mới quán chiếu rõ ràng. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, thì còn gì để phân biệt? Phật đâu còn ở đây, ở kia. Phật đâu còn ở trong, ở ngoài. Phật đâu còn có tên tuổi gì nữa mà chấp. Thế thì chúng ta không nên cố chấp vào từ ngữ hay âm vọng của thế gian làm chi, cho tâm hồn rối bời. Tâm rối bời thì khó được thanh tịnh giải thoát vậy. Tùy duyên thì vô sự an nhiên, phan duyên thì lộn xộn rắc rối. Ví dụ, người thường nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, hãy cứ để họ tiếp tục niệm A-di-đà Phật tùy duyên, họ sẽ dễ được cảm ứng. Biết bao nhiêu người niệm A-di-đà Phật đã được giảng sanh, nên không bắt họ phải thay đổi. Ngàn kinh vạn điển, hàng triệu người Việt Nam đều xác định danh hiệu A-di-đà Phật, thì chúng ta hãy an lòng mà niệm A-di-đà Phật. Nếu ta cố tình thay đổi cách niệm của họ, phan duyên, làm cho họ mất sức nhiếp tâm, rất khó được cảm ứng, nhất là lúc lâm chung. Ví dụ khác, như người thường niệm A-di-đà Phật, đến lúc lâm chung, nếu người hộ niệm đến niệm A-mi-đà Phật, nghĩa là niệm khác cách niệm thường ngày của người bệnh, sẽ làm họ bị xáo trộn, không nhiếp tâm, có thể gây nên phiền não rất lớn. Chính vì vậy mà dễ bất phần giảng sanh. Nhân quả này người hộ niệm phải chịu. Người tu hành làm một việc gì cũng cần nghĩ đến quả báo. Một ví dụ nữa, một người bệnh muốn niệm A-mi-đà Phật khi lâm chung, lại mời bác hộ niệm thường ngày niệm A-di-đà Phật đến để hộ niệm, thì cũng dễ sinh ra vấn đề. Nếu niệm theo người hộ niệm thì người bệnh bị phiền não, đã phiền não thì khó giảng sanh. Nếu bác hộ niệm vì muốn thuận theo người bệnh mà phải đổi cách niệm thường ngày của họ, nghĩa là thay vì niệm A-di-đà Phật, họ phải niệm A-mi-đà Phật, làm cho chính những người hộ niệm rất khó nhiếp tâm. Không nhiếp tâm được thì cũng dễ sanh phiền não. Niệm Phật mà bị phiền não thì công đức hộ niệm sẽ bị suy giảm rất nhiều, rất khó được tương ưng. Xin nhắc lại rõ ràng điều này. Chúng ta đều là phàm phu nên rất cần sự thuận duyên hỗ trợ. Mỗi một sự thay đổi đều có thể gây sự xáo trộn. Nếu bị xáo trộn ngay lúc đâm chung
thì thật là bất hạnh lắm vậy. Chính vì thế, để tránh sự xáo trộn này, chúng ta nên tùy hỷ công đức và hằng thuận chúng sanh là điều tốt đẹp. Nghĩa là niệm cách nào cũng tốt cả, chúng ta cần tán thán người niệm Phật, đó là tùy hỷ công đức. Đi đến một đạo tràng, hộ niệm sao mình niệm vậy, đừng cố tình thay đổi hay phê phán cách niệm của họ, đó là hằng thuận chúng sanh. Thấy người tu hành niệm Phật cầu giảng sanh, ta nên tán thán ủng hộ. Điểm chính yếu chính là tín nguyện hạnh, đây là điều bất biến, nên khuyến tấn hỗ trợ. Còn hình thức thì có thể uyển chuyển hay gọi là tùy duyên. Mỗi người đều cảm ứng đến một phương pháp riêng, hãy nương theo điều thuận lợi riêng của họ để giúp họ thăng tiến. Đừng quá cố chấp vào danh tự, cố chấp vào hình thức rồi phân biệt, chê bai đúng sai. Thực tế, việc này không đem lại ích lợi gì cả, ngược lại còn gây thêm xáo trộn, tranh luận, chia rẽ, khiến lòng người ly tán, thối tâm tu hành, làm cho Phật Pháp đang trong cơn mạt Pháp lại càng bị mạt nhanh hơn. Tuy nhiên, riêng cá nhân của mỗi người phải tự quyết định một hướng niệm. Đừng nên chao đảo, niệm cách nào mà thuận với mình, cảm ứng tốt với mình thì đó là chánh pháp của mình vậy. Ấn Độ khuyến khích thành lập nhóm niệm Phật nhỏ để cùng tu chung. Nhóm cộng tu nhỏ thì ít phiền não, bớt diệt, dễ hội tụ với người đồng nguyện, đồng hành, đồng cách tụng niệm, không làm pháp sự, không làm Phật sự, không đi quá duyên. Giảm chế lễ lọc, ngày ngày cùng nhau niệm Phật là tốt nhất. Được vậy sẽ dễ dàng hỗ trợ cho nhau, giúp nhau cùng tu. Sự tiến tu đạo nghiệp sẽ giảm bớt chướng ngại. Khi hữu sự, cụ thể như có người lâm chung sẽ cùng nhau hộ niệm tốt, mới giúp nhau một cách tích cực và hiệu quả vậy. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 17 tháng 5 năm 2009. Tâm có từ đâu? Hỏi. A Di Đà Phật, em bị vô minh che lấp và phiền não thì vô tận. Không biết tại sao em có cái nghi vấn là cái tâm của chúng ta từ đâu mà có? Trả lời, đạo ở chỗ bình thường nhất chứ đâu phải là chuyện xa vời. Đói thì ăn, khát thì uống, nóng thì quạt, lạnh thì sưởi, cứ làm vậy đi thì thoải mái hơn. Những điều vui vẻ nhất đã ở sát bên mình mà không chịu hưởng là cứ chạy lung tung tìm những điều xa vời làm chi cho sanh phiền não vậy. Đạo ở ngay chỗ tâm tạo, muốn ở lại trong lục đạo này chịu khổ thì cứ bám vào thế tục này mà tranh chấp với nhau. Muốn giảng sanh thành đạo thì thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy lo niệm Phật không hay hơn là nghĩ tưởng đến những điều cao xa hay sao? Muốn được quả báo tốt lành thì lo làm thiện, đừng làm ác. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Hãy lo làm việc thiện thì lo gì sẽ không có quả báo thiện. Chứ còn cứ lo tìm quả báo thiện thì đã làm điều ngược ngạo, giống như trồng cây ngược mà trông cho có quả tốt được sao? Phiền não nhiều là do nghiệp nhân nặng. Biết nghiệp nhân thì hãy lo tạo phước, đừng nên nương vào nghiệp nữa, thì cuộc đời này mới có cơ hội thoát khổ được vui. Ngài Liên Trì Đại Sư có dạy đại ý như vậy. Người mà cứ nghĩ đến nghiệp chướng quá khứ thì tâm này đang duyên với nghiệp. Nghiệp này, nghiệp nọ, vô lượng vô biên nghiệp sẽ thay phiên nhau hiện ra, trùng trùng duyên khởi thì tâm sẽ bị trói buộc vào đó, rất khó có cơ hội giải thoát. Phải biết buông nghiệp ra mà lo trói mình với câu A-di-đà Phật hiệu. Phải biết buông lục đạo ra mà bám vào cõi Tây Phương, đó mới là an toàn. Như vậy phiền não từ đâu có vậy? Từ chỗ không chịu biết đủ. Không chịu biết đủ thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Bị thiếu thốn thì tâm không bao giờ được an lạc. Không được an lạc thì thường xuyên mong cầu có được cái này cái khác. Mong cầu mãi thì có năng lực nào cung ứng đủ cho mình. Từ đó sinh ra phiền não. Như vậy phiền não này thật ra chỉ là giả. Là giả mà mình cứ chấp vào giả nên nó thành ra thật. Đã thật rồi thì nó quần mình đến điên đảo, đến chóng mặt, đến tối mù. Tự mình làm khổ cho mình đó thôi. Đời mặt pháp này có ai là hàng thượng căn thượng trí? Đã là hàng hạ ngu rồi thì ai tránh khỏi bị vô minh che lấp? Vậy thì chuyện vô minh che lấp là việc đương nhiên, ai cũng bị dướng cả.
xin đạo hữu chớ nên buồn phiền hay tự trách về chuyện này làm chi. Có điều đáng nên phân giải là cùng một môi trường mà có người vui, người buồn, có người sướng, có người khổ, có người an lạc, có người phiền não. Tất cả đều do chính mình tạo ra. Nó từ trong lòng của mình hiện ra đó. Như vậy, hãy tập buông bỏ nhiều một chút, thì từ từ phiền não sẽ hết dần đi. Những chuyện hôm qua thì đã qua rồi, xin để nó qua luôn đi. Chuyện ngày mai chưa tới, chớ nghĩ tới nữa. Hiện tại đây, hãy vui vẻ sống, tập buông xả nhiều một chút. Nếu có lúc suy nghĩ vẩn vơ, hãy cố gắng đề khởi câu A-di-đà Phật. Nếu có thể, hãy niệm ra tiếng thì tốt hơn niệm thầm. Cứ niệm Phật, niệm tới đi. Đừng nêu lên vấn đề gì cả, thì tự nhiên mọi trở ngại sẽ được giải quyết. Buông xả mới tu hành tốt. Những cái gì cao xa, xin chớ cần bận tâm quá. Hãy thật tâm niệm Phật, bớt đi những thứ mong cầu của thế gian, thì tâm sẽ được thanh tịnh. Ví dụ như câu hỏi tâm từ đâu có, những câu hỏi này khó trả lời lắm. Xin nói gọn để an được cái tâm phần nào mà thôi, chứ không thể viên mãn. Một là chân tâm hay là linh tri tâm. Đây là chân tâm tự tánh của chính mình. Cái chân tâm này ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Vì chỗ nào cũng có nên nó không ở một chỗ nào cả. Muốn biết chân tâm ở đâu, chỉ khi nào thành Phật rồi mới thấy. Ta chưa thành Phật thì chưa thấy chân tâm đâu. Như vậy câu hỏi này đưa chính mình vào sự bế tắc. Tự mình dẫn mình vào sự bế tắc là tự tạo ra phiền não cho chính mình vậy, không tốt. Hai là thấp hơn một bậc, gọi là duyên lự tâm. Tâm này thì dễ thấy, dễ cảm nhận hơn. Hễ có suy nghĩ, có buồn khổ, có ghét thương, có tính toán, có giận hờn, có phiền não là biết có tâm. Chính cái duyên lự tâm này nó điều khiển với sinh hoạt này. Đây là cái tâm tạo nghiệp lục đạo. Ví dụ cụ thể, như đạo hữu nói đang bị nhiều phiền não, thì đây chính là đang bị cái duyên lự tâm quậy phá. Liền nói đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, thì tự nhiên sẽ hết phiền não thôi. Ba là còn một cái tâm nữa dễ thấy, có thể chụp hình được, gọi là nhục đoàn tâm. Tức là cái cục thịt cân nặng cỡ nửa ký lô, nó ở giữa lồng ngực phía bên trái, thế gian gọi là trái tim. Trái tim của con người nó gần giống như trái tim con heo cỡ đó. Hỏi bác sĩ họ sẽ nói rõ hơn. Tâm, Phật, chúng sanh tuy ba mà một. Tâm này là chân tâm, chứ không phải là cái tâm đang suy nghĩ đủ thứ, cũng không phải là cục thịt nửa ký lô. Chúng sanh nào cũng có chân tâm này. Chân tâm này chính là Phật. Cho nên mới nói tuy ba mà một là vậy. Khi ta thành Phật rồi thì sẽ thấy được chân tâm. Bây giờ chúng ta còn là phàm phu, cái chân tâm này đã bị che lấp rồi, tìm không ra đâu. Hãy thành tâm niệm Phật thì tự nhiên một ngày nào đó chân tâm sẽ tự hiển lộ. Chúc an nhiên niệm Phật, A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 5 năm 2009. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát có được vãng sanh. Hỏi: có những người không có duyên với việc niệm A Di Đà Phật, họ chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy những người niệm Quán Thế Âm trong lúc lâm chung giữ vững một lòng niệm Quán Thế Âm có được vãng sanh không chú? Tại vì trong thập nhị nguyện rằng: Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Trả lời: trước hết nói về chữ duyên. Trong câu hỏi này Diệu Âm thấy hình như đây chưa hẳn là duyên thật sự của họ. Người không muốn niệm A-di-đà Phật, thường khi họ có cái nhìn sai lệch. Họ tưởng niệm A-di-đà Phật thì bị chết. Họ đang muốn sống thọ, họ không muốn bỏ thế giới này, họ không muốn A-di-đà Phật tiếp dẫn sớm, nên tránh niệm câu Phật hiệu đó thôi. Người có tâm niệm không muốn về Tây Phương, làm sao được vãng sanh Tây Phương? Một người không muốn niệm A-di-đà Phật có thể vì sợ chết. Đây là ý niệm mê mờ, chưa hiểu đạo. Đúng ra, người càng sợ chết, càng phải khẩn thiết niệm A-di-đà Phật, được vậy mới khỏi chết.
Người sợ mất cái thân này, sợ xa con cháu, nên trong tâm họ thường cầu cho sống thọ, sống lâu để gần gũi với con cháu. Thì gia đình con cháu là mục tiêu tối hậu của họ, họ không nỡ bỏ thế gian này về Tây Phương đâu. Một người sợ chết thì tâm của họ đang bám chặt vào cõi ta bà này, nhất thiết duy tâm tạo. Người muốn ở đây thì làm sao có thể rời được cõi này để về Tây Phương. Người không niệm A Di Đà Phật, thông thường họ không có ý niệm vãng sanh Tây Phương. Giả sử nếu có thì tâm nguyện này cũng quá bạc nhược. Điều này đã tự thố lộ trong chính cách hành trì của họ. Trong kinh điển, Phật dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật để được vãng sanh, mà người này không chịu niệm A Di Đà Phật là niệm một vị đẳng giác Bồ Tát bên cạnh Đức Phật. Dù có giải thích cách nào cũng khó phủ lấp điểm này. Đại nguyện chính của Quán Thế Âm Bồ Tát là tầm thanh cứu nạn. Người niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chính là cầu xin Ngài cứu khổ, cứu nạn, cứu nghèo, cứu đói, cứu tật bệnh, cứu tai ương. Còn chuyện giảng sanh là chuyện phụ. Cầu Ngài Quán Thế Âm cứu nạn, nếu thành tâm thì có thể được tiêu tai giải nạn, nghiệp chướng tiêu trừ. Đây là điều tốt. Trước mắt họ thấy đời này sao khổ quá, làm cái gì thất bại cái đó, lại thường bị đau bệnh hoài. Người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu hóa giải những thứ đó. Nhưng nên nhớ, nghiệp do tâm tạo, tiêu được nhiều nghiệp không có nghĩa là nghiệp sạch tịnh không. Tu đường tiêu nghiệp mà tâm cứ chấp vào đó thì sinh ra nghiệp khác. Nghiệp muốn ở lại trong lục đạo luân hồi. Nếu tâm họ chấp quá chặt vào thế gian thì làm sao được vãng sanh. Hơn nữa, nhiều người nghĩ rằng lâu nay mình niệm Bồ Tát, bây giờ nếu mình niệm Phật thì giống như cái phản bội Bồ Tát, e rằng Bồ Tát buồn mà quở trách, phạt tội. Họ đang coi Bồ Tát giống như người phàm phu. Đây là ý niệm tội lỗi. Họ có biết đâu, chính Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn luôn luôn niệm A Di Đà Phật. Xem trên mão của Ngài có tượng A Di Đà Phật, tượng trưng tâm Ngài niệm Phật. Tất cả đều do duyên. Mình gọi là người có duyên với Bồ Tát. Nhưng thật ra, vì chưa rõ ràng đường đạo, nên hình như họ có duyên với cõi ta bà này nhiều hơn vậy. Trong Kinh Phổ Môn, Bồ Tát cho chúng ta thấy rất rõ đại nguyện của Ngài. Nương theo đại nguyện của Bồ Tát mà chúng sanh niệm Bồ Tát. Hỏi rằng người đang niệm Bồ Tát đó có tâm giảng sanh là chính hay tâm cầu giải nạn là chính? Nói rõ ràng hơn, đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là cứu khổ, cứu nạn, cứu tai ách cho chúng sanh. Chúng sanh niệm Ngài, nếu tâm nguyện khẩn cầu Ngài cứu tai ách thì rất mạnh, rất hợp. Thế giới tai nạn quá nhiều. Ngoài giờ niệm Phật, chúng ta cần thành tâm niệm thêm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khẩn cầu Ngài cứu độ tai ương là điều đáng khuyến khích. Ngài Ấn Quang thường khuyên đồng tu Phật tử, nhất là người đang bị nhiều bệnh khổ bức bách, nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm như một trợ hạnh để cầu thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn rất tốt. Còn một nguyện tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương, vì Ngài đã ở cõi Tây Phương, Đức Quá Chủ A Di Đà Phật phát đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, thì vị Bồ Tát nào trên cõi Cực Lạc mà không hoan hỷ theo đại nguyện của Phật? Hơn nữa, không những chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm phát tâm nguyện này, ngay cả chư Phật trên 10 phương pháp giới đều có phát nguyện này, đều muốn tiến dẫn chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà. Kinh A Di Đà nói, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, chính là ý nghĩa này. Tiếp dẫn là giới thiệu, hỗ trợ, hộ niệm, tìm mọi cách để quy tụ chúng sanh về đó để dễ thành tựu đạo quả. Một người vừa mới nghe rằng chư Phật đều phát tâm muốn đưa chúng sanh về Tây Phương, thành ra niệm khắp chư Phật, tưởng vậy là chính xác. Nhưng không ngờ họ đã đi theo một lộ trình quá dài trước khi về tới đích. Niệm khắp chư Phật thì sau cùng lúc lâm chung còn nhớ vị nào, chọn vị nào để niệm đây? Nếu tất cả chư Phật đều muốn quy tụ chúng sanh về Tây Phương với A Di Đà Phật, các ngài giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng sanh, thì sao chúng sanh không niệm thẳng A Di Đà Phật để về thẳng Tây Phương gặp Đức A Di Đà, mà niệm các ngài? Niệm các ngài, đến khi gặp được các ngài thì bận biểu thêm cho các ngài, vì các ngài lại phải hướng dẫn thêm một lần nữa. Hơn nữa, danh hiệu chư Phật vô lượng vô biên, lúc lâm chung làm sao niệm nổi?
niệm không nổi thì ngã quỳ, nếu không ngã quỳ thì tâm phân vân, đường đi mù mịt. Ngài Vĩnh Minh nói, nếu ấm cảnh hiện ra, theo đó mà đi thọ nàng, thì cơ hội nào nữa để thành đạo? Đức Quán Thế Âm là vị đẳng giác trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà phát 48 lời đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh, giảng sanh về Cực Lạc, thì Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn cũng phát tâm tiếp dẫn chúng sanh. Khi Đức A Di Đà thường là hóa thân đến tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương, thì Đức Quán Thế Âm chắc chắn là hoan hỷ. Ngài hóa thân cũng sẽ theo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Như vậy niệm Ngài rất tốt, nhưng làm sao mạnh bằng niệm chính danh hiệu Đức A Di Đà Phật? Như vậy muốn giảng sanh thì niệm A Di Đà Phật là con đường thẳng nhất, dễ nhất, gần nhất, an ổn nhất, đúng pháp nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rất nhiều lần câu: nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc quốc. Trong kinh A Di Đà Phật dạy chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật để giảng sanh. Học Phật cần phải y giáo phụng hành, nhất mực nghe theo lời Phật dạy, cho nên thêm bớt. Người thật sự muốn giảng sanh Cực Lạc thì không có cách nào hay hơn là trì giữ câu A Di Đà Phật niệm cho đến trọn đời vậy. Hỏi: Đại sư Ấn Quang trước lúc niệm Phật, Ngài thường bỏ ra 15 phút niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi sau đó niệm Phật suốt luôn. Vì sao vậy chú? Theo con nghĩ, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để trợ giúp cho mình trong công việc mình làm hàng ngày, làm cho mình thấy an tâm hơn. Vì Ngài có hạnh nguyện cứu độ chúng sanh trong lúc khó khăn nguy hiểm, luôn che chở cho chúng sanh. Còn Phật A-di-đà thì chỉ giúp cho mình giảng sanh Tây Phương trong lúc lâm chung thôi, phải không chú? Minh Hoàng trả lời: Đại sư Ấn Quang khuyên kim niệm Đức Quán Thế Âm chính là để giải ách nạn cho thế giới. Người bị nhiều ma chướng nên kim niệm Bồ Tát Quán Thế Âm rất tốt. Còn danh hiệu A-di-đà Phật là dạng đức hồng danh, công đức bao trùm pháp giới, chứ không phải chỉ giúp cho mình giảng sanh Tây Phương trong lúc lâm chung như đạo hữu nói đâu. Xin xem thêm các câu trả lời khác trong một hộ niệm vấn đáp trong các trang web tịnhtông.com hoặc tịnhthưquán.com để rõ hơn vậy. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 24 tháng 5 năm 2009. Bắt người thân chịu thêm nghiệp. Hỏi: Người Việt Nam của ta có phong tục là khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm giỗ để tưởng niệm, nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh nữa, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Lúc người chết còn xin tiền thích ăn gì là họ lại làm những món đó để cúng. Theo chú thì họ làm như vậy có ích lợi gì chăng? Người đã chết có hưởng được không? Có phải vô tình đã gây thêm tội nghiệp cho người đã chết, mà có khi người chết đã đi đầu thai trong lục đạo rồi, mà cúng dỗ có còn liên quan gì đến họ nữa không chú? Vì họ đã đi đầu thai rồi mà. Cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho con cháu ăn, và có mời vài người lại nhậu nữa. Theo chú thì sao? Ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Theo chú, ngày giỗ nên làm gì để vừa có lợi ích cho người chết và người đang sống? Trả lời: Thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật Pháp thì nên cẩn thận làm đúng theo pháp mới tốt. Trong khuyên người niệm Phật tập 1 có bàn về vấn đề cúng dỗ, xin xem qua để biết thêm. Việc cúng dỗ
có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày dỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình giết hại sanh vật để thết đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Trong tội sát sanh, kinh Phật có nói: tự mình giết vì mình mà con vật bị chết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày dỗ kỵ mà sát sanh hại vật thì vong linh ấy cũng liên can chịu tội. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế thì họ lại bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo, nay bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong. Thật tội nghiệp cho họ. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn. Đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao, họ rất ân hận. Nhưng đã quá muộn màng. Họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm phương giải nạn cho họ. Nếu con cháu biết được đạo lý này thì nên làm lành. Những ngày cúng dỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lợi vật để hồi hướng công đức. Ân nghĩa này đối với họ lớn lao và quý hóa biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhân biết làm thiện hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này sớm tỉnh ngộ tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ lòng thành mà được cảm ứng, thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Chứ con cháu không chịu làm thiện mà còn sát hại sanh vật đem cúng cho tấm hình đời trước của nó, rồi liệng xương cho nó ăn nữa, trớ trêu không? Thậm chí nhân ngày dỗ của chính nó trong đời trước, con cái lại bắt con chó đó làm thịt để nhậu nhẹt. Hãy nghĩ thử, oán nạn này sẽ dẫn tới đâu? Thân nhân đã biến thành oan gia trái chủ, tình thương đã biến thành hận thù, hận thù đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới giải tỏa đây? Vấn đề dỗ chay đãi mặn thì chẳng khác gì. Vì thật sự tiếng là dỗ chay, chứ dạy đĩa xào để trên bàn thờ so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món xào trên bàn thờ chỉ là hình thức giả tạm, làm sao che lấp được sự thịt ê hề say sưa túy lúy. Hình thức trống rỗng, tâm ý giả tạo, có cảm thông được gì? Bắt người ta cắt cổ mổ ruột để nhậu trong ngày dỗ mà gọi là dỗ chay, thật là trớ trêu ngang ngạnh. Càng giả tạo, càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù. Thù chất thêm thù, oán thù càng ngày càng khốc liệt. Trong bộ sách khuyên người niệm Phật, Diệu Âm cho đây là hành động trả hiếu quá kỳ quái của người thế gian. Ông bà đã dụng tu bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình đau khổ trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu không tìm cách gỡ nạn cho ông bà mà cứ chờ đến những ngày dỗ kỵ đem máu thịt nhét vào mồm của ông bà để ông bà bị kết thêm tội sát sanh mới. Làm như vậy có khác gì ông bà bị nạn đang tìm cách ngoi lên thoát nạn, vừa mới ngóc lên một chút thì bị con cháu nện lên đầu một đạp cho chìm xuống lại trong cảnh đọa lạc. Trả hiếu gì mà kỳ vậy?
Vậy thì người biết tu hành, những ngày dỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật, đừng nên lợi dụng ngày chết của ông bà cha mẹ mà giết hại sanh vật làm đám tiệc linh đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa kết thêm nghiệp chướng cho chính mình, nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, nhưng ngày dỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay, phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp tăng phước. Chỉ cần nhang đèn, hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi. Cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay càng chánh pháp. Ngày dỗ kỵ mà làm được các điều thiện này thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ, gia trì. Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiện thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Âm thanh lạ. Hỏi: A-di-đà Phật, Thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập, nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Con vô phước, bắt đầu niệm Phật từ khi mượn sách đó từ thư viện. Chắc chắn lời khoe của cô ta làm cho con sai lầm. Kể từ lúc nghe tiếng niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng trời mưa rất lớn. Nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bởi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ, nó chính là ma chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Xin giúp con. A-di-đà Phật. Diệu Hưng. Trả lời: người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình, thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt rồi thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài. Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực. Không có định lực thì chứng đắc chỗ nào? Vì thế, Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời tổ, lời chỉ dạy của chư hòa thượng cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng, trở nên hiếu kỳ mới tốt vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm. Này Diệu Hưng thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm. Vậy thì lấy tâm mà điều phục. Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Một lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: nhược hữu cấp nạn khủng bố, đáng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc khả thoát giả. Nghĩa là nếu ai có nạn tai khủng hoảng lo sợ, thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho. Không có nạn nào là không hết. Hàng ngày ngoài thời niệm Phật nên phát tâm niệm thêm Bồ Tát, tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh. Khi hết bệnh rồi thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng
nhiều đời nhiều kiếp mê muội, làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Chớ nên tự cao ỷ lại, chớ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghe. Mỗi khi niệm Phật tu hành, ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tị, không nên nói người này xấu, người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy. Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được. Sám hối là không làm lỗi lầm nữa. Ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn. Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin giữ lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật, lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Còn tất cả các hiện tượng khác đừng để ý tới, hãy kệ nó đi. Chỉ biết rằng khi mình niệm Phật thì có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn, không có gì e ngại. Phải tin tưởng vững chắc như vậy. Chúc an vui. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sợ ma. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Quang có một câu hỏi, xin chú Diệu Âm hoan hỷ cho. Nếu một người bị yếu bóng vía và thường sợ ma, thì có nên để họ tham gia vào cuộc hộ niệm cho người sắp lâm chung không? Xin cảm ơn chú. Trả lời: yếu bóng vía hay sợ ma thì nên niệm Phật nhiều. Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật,
ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma, vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy, tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa, khi chết dễ dàng đầu thai thành loài bàn sanh như con heo trong chuồng. Thân là heo mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính nể gì, khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết, không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm, mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi, mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma.
Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu
phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán Bích Chi Phật phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp
bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009.